Vụ lái xe tải buồn ngủ tông xe khách, tài xế đối diện hình phạt nào? Ngày 17 tháng 10, liên quan vụ tai nạn xe tải tông xe khách khiến một người tử vong, 12 người bị thương, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và tạm giam tài xế Phạm Văn Huân, sinh năm 1994, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo kết quả điều tra ban đầu, tài xế Huân điều khiển xe tải buồn ngủ khiến xe lấn sang phần đường ngược chiều rồi tông vào xe khách 16 chỗ, tử vong một người. Trao đổi với phóng viên báo Giao thông, luật sư Trần Viết Hà thuộc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Sơn, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo điều 65 luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định về thời gian làm việc của tài xế ô tô như sau: thời gian làm việc của người lái ô tô không được quá 10 giờ trong một ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ. Như vậy, cơ quan điều tra sẽ dựa vào cơ sở dữ liệu của hộp đen để tính toán thời gian điều khiển phương tiện của lái xe xem có vượt quá 10 giờ lái xe hay không. Theo đó, nếu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân chính dẫn đến việc ngủ gật là không đảm bảo thời gian nghỉ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng thì lái xe sẽ bị khởi tố về tội danh vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015. Luật sư Trần Viết Hà phân tích, tùy vào mức độ thiệt hại về người và tài sản, khung hình phạt thấp nhất bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt tù từ 1 đến 15 năm. Ngoài ra, căn cứ vào điều 591 Bộ luật dân sự, nếu xác định lái xe tải có dấu hiệu vi phạm hình sự, phải có trách nhiệm bồi thường về mặt dân sự như bồi thường khoản chi phí mai táng, chi phí chữa trị đối với người bị thương.